làm gì đó? Đang tập bỏ hết đất à. Bỏ đất sau đất sau đóng gói hàng cho khách chưa mà ở đây mà tập luyện. Tập rèn sức khỏe tới anh. Đây. Bộ này mới về hôm nay thôi anh em. Mới về hàng thôi. Ghiền quá, anh cứ lo mà tập thôi. Đó. Không chịu gửi hàng. Hàng thì ứ, đó. Rồi bộ này có gì hết, không có gì hay mà ghiền vậy. Đưa anh tập thử coi. Cầm lên anh chơi thử mà. Có gì hay mà ghiền như vậy. Đây hả? À, mấy cái lỗ này hả? Mấy lỗ này làm gì á? À, mấy lỗ này. À, thì ra mấy lỗ này để mình tập những cái nhóm cơ hả? Mình thay đổi những nhóm cơ hả? Hàng chi mày ghiền. Ôi, quá đã anh em ơi. Đây. Ôi. Ê. Hay quá ta. Còn cái này là cái gì đây? Này bạn hướng dẫn hả? Bạn hướng dẫn. À sao toàn tiếng Anh không vậy? À nhưng mà mình cũng hiểu sơ sơ đây. Ngày day one nè, day 1 nè, day one nè là màu vàng nè. À là ngày đầu tiên mình tập với tất cả các nhóm cơ màu vàng. Đây, tập với tất cả nhóm cơ màu vàng. À thì ra là vậy. Còn ngày thứ hai nè, màu xanh 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 lá cây nè. À là xanh lá cây. À là mỗi ngày mình sẽ thay đổi những nhóm cơ như vậy ha. À hay quá ta. Gồm tới 7 ngày. Đây, mình đọc hiểu sơ sơ, mình tiếng Anh mình kém nhưng mà mình vẫn hiểu sơ sơ đó anh em. Còn anh em nào muốn biết cái sản phẩm này, muốn đọc hết cái này thì Google dịch là ra anh em ha, bật cái hình Google dịch để vào thì thấy hết luôn. À, rất tuyệt vời, hiền chi ổng ghiền là đúng rồi. Anh em nào quan tâm đến cái dòng này mua với giá 299.000 thôi nha anh em. Mình đang sale shop với giá 299.000 thôi. Anh em bấm vào cửa hàng của Tốc Shop để đặt hàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.